Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì mình làm một chương trình khá hay ho và hấp dẫn và cực kỳ là nổi trội trong thời hiện tại. Đó chính là chương trình làm sao để lựa chọn cà trâu. Thế thì trong quá khứ của mình ấy, thì mình cũng mua được tổng cộng là 4 chiếc cà trâu rồi. Sẽ có một chiếc RX570 bản 8GB PCL, anh em nào trong ngành thì anh em biết. Đấy, PCL là cái phiên bản Power Color mà có mỗi một đầu DVI ấy. Thế theo đó là một chiếc 3070V1 TUF, cũng là gọi là trâu non. Cái đấy mình mua về mình chơi game. Đấy, và bây giờ thì sẽ có hai chiếc, đó chính là hai chiếc cạc 2060, là những chiếc cạc có thể nói là hấp dẫn nhất bây giờ về mức giá và mức hiệu năng. Thì hai chiếc cạc đấy mình mua đâu đấy khoảng tầm 3 triệu thôi. Đấy, giờ khoảng tầm 3 triệu. Thì bây giờ hãy cùng xem là tại sao mình lựa chọn những chiếc cạc này và làm thế nào để anh em phân biệt được đâu là một chiếc cạc tốt và nên mua chiếc cạc nào, nên đem em nào về nhà nhá. Và đây là có thể gọi là phần 1 đi, tại vì đây sẽ chỉ là được cái chúng ta nhìn thôi. Chúng ta nhìn xem mà bên ngoài có những cái gì, những cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý, những điều gì chúng ta cần phải xem xét, những điều gì chúng ta cần phải kiểu biết là đâu là cờ đỏ, red flag để có thể né được chiếc cạc ra. Rồi, hãy cùng bắt đầu nhá. Thì hai trên bàn của mình đây là hai chiếc cạc. Chúng ta sẽ có đầu tiên là một chiếc cạc Zotac Gaming RTX, là chiếc GeForce RTX 2060 6GB 192 bit GDDR6. Đây là một chiếc cạc Zotac. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một chiếc cạc RTX cũng 2060 nhưng mà lại của là EVGA phiên bản SC Ultra. Thì cái phiên bản này là phiên bản thấp cấp hơn một chút. Phiên bản cao cấp hơn sẽ là phiên bản XC, sẽ có backplate, còn con này chỉ là SC tức là không có backplate anh em nhá. Thì điều đầu tiên ấy, trước khi mà anh em mua bất kỳ chiếc cạc nào thì không thể nhìn, đó chính là cái thời hạn bảo hành của nó. Cái thời hạn bảo hành nó sẽ quyết định điều gì? Là xem rằng là chiếc cạc này đã trâu được bao lâu, đã đào được bao nhiêu lâu rồi. Thì tất cả những cái hãng ấy, họ đều sẽ có những website bảo hành riêng. Ví dụ chẳng hạn là anh em chỉ cần có thể check rất là dễ dàng nhá. Anh em chỉ cần mở điện thoại anh em lên này, để anh em search chữ ví dụ như là thời hạn bảo hành Zotac hoặc thời hạn bảo hành của EVGA là nó sẽ ra. Với EVGA thì là Asia chấm nhá, còn EVGA Global thì không có đâu. Cái website đấy chỉ check được những cái cạc kiểu toàn cầu hoặc là những cái phiên bản Mỹ hoặc những cái phiên bản nào mà bị sách tay từ Mỹ về thôi. Thế còn cái của Việt Nam thì là Asia nhá, từ khu vực kiểu châu Á ấy. Thế thì theo như mình thấy ở đây này, đây với chiếc cạc anh em có thể sử dụng qua đó chính là cái số series của sản phẩm, thường sẽ nằm ở trên tem trên này này hoặc là ở trên chỗ này đây. Đấy, ở trên khu vực, những khu vực này chỗ trên cạc, trên hộp hoặc là trên cạc anh em nhá. Thì check, theo như mình check được là chiếc cạc Zotac này là còn thời hạn bảo hành là 36 tháng, bảo hành đến tháng 4, mùng 4 tháng 3 năm 2025. Vậy tức là chiếc cạc này mới mua cái đầu năm thôi, vào khoảng tầm tháng 3 của năm 2022 này. Vậy thì là sao? Nó chỉ có đảo được khoảng tầm mới có 4-5 tháng gì đấy. Tính như vậy, 5 tháng hoặc nhiều lắm là 6 tháng đi. Thôi, coi như cho là 7 đi. Vậy là chiếc cạc Zotac này đã đảo được 7 tháng rồi. Là một khoảng cách, khoảng thời gian đảo cũng không quá là nhiều. Nhưng với chiếc EVGA này nhá, thì chiếc EVGA này đã được bảo hành 3 năm. Bảo hành là 3 năm cũng 36 tháng. Nhưng mà hết bảo hành rồi. Và nó có ghi đây là năm sản xuất 2019. Vậy, tính sơ sơ qua, chiếc cạc này nếu mà có được đào full time ấy thì nó đã được đào khoảng tầm 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Thế anh có thể thấy đấy, nó khác biệt như nào đúng không? Nhưng mà cái điều kiện, cái việc mà thời gian bảo hành đúng không, nó chỉ quyết định một điều thôi, đó chính là ok, đã bị đào bao lâu, đã bị gọi là cái chip, từng cái chip VRAM, từng con chip ở trong bên này nó đã bị đào bao lâu, đã bị sử dụng bao nhiêu lâu. Thế nhưng mà nó không quyết định được yếu tố là cái môi trường đào như nào, cái điều kiện đào như nào, cái nhiệt độ đào như nào. Cái đấy thì chúng ta cần phải nhìn kỹ hơn. Chẳng hạn như anh em thấy đây, đây là chiếc Zotac của chúng ta đúng không? Mua, mình chỉ được mỗi cái này thôi. Đấy, mua được cái này thôi này. Đây là được một cái đợt xả cũng khá là lớn của một ông anh ở bên group. Thế thì là rất là nhiều các công ty hoặc là các bạn lẻ đã mua được về rồi. Thì đấy, không có hộp, không bốc, không biết, không gì cả. Không phụ kiện, không che, không chừa gì cả. Còn chiếc đây. Đây là mình mua của một anh đào gọi là nhỏ lẻ. Thì anh ấy có nguyên phụ kiện, nguyên hộp luôn. Bây giờ mình unbox cho anh em xem nhá. Người ta gọi đây là như moi mà. Đấy, vẫn còn này, EVGA này, vẫn còn bọc này, vẫn còn xốp này. Đấy, đầy văn đủ luôn nhá, không thiếu một cái gì cả. Và anh ấy bảo là cái con cạc này thì anh ấy chưa từng một lần, anh ấy sửa chữa, chưa từng một lần anh ấy dọn dẹp gì cả. Đây, anh em thấy đây. Đấy. Thì chiếc cạc này sẽ có một điều thôi, anh bảo là chiếc cạc này đã từng được đi bảo hành rồi. Bảo hành cái gì? Là bảo hành cái fan này, cái fan nó bị hỏng, thế là anh ấy đi bảo hành. Đấy, thì đây, chiếc cạc 2060, hai chiếc anh em thấy khác nhau hoàn toàn đúng không?
Đấy, một chiếc thì là một chiếc trâu nhưng mà lại theo kiểu gọi là không được quan tâm chú trọng cho lắm. Người ta cứ gỡ hết ra xong người ta vứt một chổng một trơ một thùng xong người ta đem đi người ta bán. Em có thể thấy rất là rõ ràng thông qua những cái khu vực đây. Chẳng như này, những cái backplate này, anh em sẽ thấy kiểu nó xước khắp nơi này. Đấy, những cái tem này, những cái khu vực này. Còn đâu nhá, về những cái shop thì họ sẽ thu tát hết lại rồi. Họ sẽ dọn rửa hết lại cho anh, dọn rửa hết sạch sẽ cho anh em đúng không? Nhưng mà nhá, vẫn thể hiện ra được cái yếu tố như nào là chiếc cạc này đã đào cho một cái môi trường rất là khắc nghiệt. Bởi vì anh em nhìn trên này này, ở khu vực dưới này đúng không? Khu vực này thì lá đồng nó cũng không có gì, những cái lá nhôm nó không có gì quá đặc biệt cả. Nhưng nếu mà nhìn kỹ vào ấy thì sẽ thấy những cái điểm như là bắt đầu nó mòn dần, nó mốc dần, nó rỉ dần. Thế đấy, đấy là cái điều anh em cần nhìn nhá. Đó chính là nhìn vào cái ngoại hình chiếc cạc. Có thể nó được tút tát rồi nhưng mà nó vẫn sẽ thể hiện rất rõ ở những cái phần là sắt, những cái phần là kim loại phải không? Ví dụ FE con này đúng không? Thì ok, không vấn đề gì cả. FE con này thì nhìn trông cũng khá bóng rồi, khá nhá. Tại vì nó vẫn có thấy những cái chỗ kiểu như là rỉ và... À không, cái này FE này có vẻ như là đã bị rỉ rồi và người ta cho vào cồn kia các kiểu để người ta có thể dỡ cái rỉ ra, cho vào những cái gọi là chất... Wow, các kiểu ấy, để dỡ cái gì ra. Đây, mình có thể nhìn thấy những cái chỗ kiểu lõm vào này. Mà mình đã từng xem những cái video kiểu họ tút tát đại cạc nhá. Họ sẽ vứt vào trong một cái buồng, một cái gì đấy. Xong người ta sẽ, xong thời gian người ta sẽ cọ ra. Thì nó sẽ vẫn hiện ra được những cái vết gì, những cái vết bị ăn mòn sâu vào trong của sắt. Thì đây, mình có thể thấy rất là nhiều các vết nhỏ đây. Đấy, rất nhiều các vết xung quanh cái cổng DisplayPort này, khu vực bên trên này. Đấy, thế là chiếc cạc này đã được tút tát khá là kỹ càng rồi. Và bên trong ở đây đúng không? Không một hạt bụi gì nằm ở bên trên này cả. Những chiếc quạt này nhìn chung mới toanh toành luôn. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn vào bên dưới ấy, nhìn vào bên trong của bên dưới này. Đấy, vẫn này, phần thermopad này nhìn đen xì luôn. Tức là rất nhiều bụi trong này. Và đồng thời cái khu vực của cái backplate này cũng có khá nhiều bụi là người ta không thổi được hết ra. Và nó vẫn nằm trong này. Thế, đấy là những cái nhìn bên ngoài. Còn chiếc 2060 EVGA này sao? Thì quạt bụi đấy, công nhận là cũng bụi. Nhìn trong quạt kiếc này, bên trong mà mình vẫn thấy đầy bụi này. Ở bên khu vực này cũng bụi này. Nhưng mà FE thì gần như là cái đây, cái chặn này gần như là không có một cái tí gì khác biệt cả. Nhìn trông mới toanh luôn, nhìn trông sáng trưng luôn, như mới vừa ra khỏi xưởng vậy. Các ống đồng thì không bị gì mà cũng đồng thời không có một bất kỳ một cái dấu vết gì là bị mòn hay là bị hao đi gì cả. Nhìn trông các lá nhôm, lá nhủng các kiểu, nhìn trông vẫn đẹp tinh, đẹp mới, đẹp tinh luôn. Đây là một chiếc cạc mà đã được đào có thể nói là rất là cẩn thận đấy. Vậy là chiếc cạc này được đào trong môi trường khắc nghiệt này, ẩm ướt hơn này. Còn chiếc cạc này thì được đào cẩn thận hơn, được bảo quản cẩn thận hơn. Thế nên là gần như không có dấu hiệu gì về vấn đề gọi là hao mòn về thời gian cả. Thế nhưng mình có một điều mà mình để ý đây nhá, là có một chút vết dầu ở những cái lỗ ốc này. Thế theo như mình tìm hiểu thì cái vết dầu đấy là cái vết dầu của cái chung cái này, tình trạng chung của EVGA ấy, là vết dầu từ cái thermopad nó chảy ra. Thế đây là một cái điểm mà anh em cần lưu ý, tức là sẽ có những thứ không hao mòn nhưng mà sẽ vẫn có những thứ nó sẽ bị gọi là ảnh hưởng theo thời gian. Ví dụ như là tại vì nhá, phải có thermopad thì cái tản nhiệt này mới kết nối được với cả cái VRAM đúng không? Thì cái thermopad đấy sau thời gian dài sử dụng đã bắt đầu hao mòn dần đi rồi. Thì chiếc cạc này nó đã hết hạn sử dụng rồi không? Đã hết hạn bảo hành rồi. Anh em có thể gỡ tem ra và có thể gọi là tra lại keo, đồng thời là kiểu dán lại thermopad các kiểu, không vấn đề gì cả. Còn với những chiếc cạc như bảo hành đúng không? Còn tận 2025 nhá, thì anh em hãy giữ lại cho mình. Bởi vì hai hãng cạc này, tại sao mình mua? Bởi vì hai hãng cạc này đều chấp nhận bảo hành coi. Thế nên là mấy con này thì hợp lý vô cùng. Rồi, một điểm tiếp theo nữa mà mình muốn anh em để ý đó chính là các tem mốc, các chỗ các kiểu. Ví dụ chẳng hạn với chiếc EVGA này đúng không, anh em sẽ thấy có, đó chính là tem nằm ở con ốc góc bên trên này. Thì cái tem này sẽ thể hiện ra là chiếc cạc này chưa từng bao giờ bị mở ra ở bên trong này để lấy ra và chẳng hạn như là cái bài ốt mới này, hay là chẳng hạn như là ví dụ như là thay thermopad hay các thứ kiểu, hoặc là cái một cái điều mà rất là nhiều người thay nhá, đó chính là thay cái từng cái chip VRAM này, 1 2 3 4 5 6 này đấy, mấy con 1 2 3 4 5 6 đúng rồi, 6 cái VRAM đấy, thay cái chip VRAM. Tại vì khi mà cháy cái VRAM đấy thì người ta vẫn có thể thay được nhưng mà phải có kiểu bàn tay thần kỳ người ta mới thay cơ, và cái thay đấy cái tuổi thọ nó không cao, đồng thời cái độ gọi là thành công nó thấp, thì nhiều khi nó chỉ dùng được khoảng thời gian ngắn thôi, xong sau nó sẽ bị chết. Thì cái đấy là cái để anh em có thể biết được rằng là ok, cạc mình đã bị đụng vào chưa, đã bị đụng sâu vào chưa. Cái mà mình luôn gọi là lưu ý trong đầu ấy là chỉ tin chính mình thôi, không tin bố con thằng nào cả. Nên là mình sẽ không tin rằng là ok, ôi người ta chỉ mở ra chỉ để gọi là dọn dẹp hay gì cả. Mình sẽ chỉ tin vào chính mình thôi. Nếu mà bây giờ mình mở cái này ra thì mình chỉ tin vào chính mình thôi, còn không, không tin vào ai khác. Còn với chiếc cạc này cũng thế, cái tem bảo hành của nó vẫn còn ở đây, vẫn nguyên trạng, chưa bị xé ra, chưa gì cả. Tức là
cái người đào coi này cũng chưa gỡ cái tấm này ra để người ta gọi là dọn dẹp bên trong. Điều đó khiến cho những cái bên trong này nó vẫn còn rất là bụi, rất là bặm. Được rồi, bây giờ mình cùng thử gọi là mở nó ra để xem là những cái chất lượng bên trong nó như nào nhá. Rồi, bây giờ cần một cái tua vít. Đây là hướng dẫn mở hai loại fan luôn. Thì cái loại fan này sẽ là fan nằm trong, nằm sâu bên trong. Thì anh em sẽ cần phải kiểu mở ra này rồi chọc vào bên trong là có thể mở ra được. Đấy. Ốc này bắt đầu hao mòn, bắt đầu rỉ rỉ dần rồi đấy. Mấy cái ốc này thì mình đánh giá chưa cao lắm. Thế này là có thể gỡ ra được cái tấm backplate của nó rồi. À, cái tấm mặt khung fan của nó rồi. Chính xác hơn là khung fan anh em nhé. Đấy. Gỡ ra là xong thôi. Rồi. Đấy. Anh em thấy chưa? Đây là chiếc quạt chúng ta nhá. Nhìn chung quan rất đẹp, rất là sạch sẽ luôn nhá. Quạt cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng mà mấy đây này, những cái khu vực này mình đã không biết đây là cái gì đấy, bẩn bẩn kiểu gì, nhìn trông kinh quá trường. Ôi, cái bên trong này bẩn này, bên trong này thì cũng bình thường này. Quạt thì đẹp này, nhưng mà tản đặc biệt khu vực bên trên này, đấy, đã có dấu hiệu hao mòn này, nhìn chéo chéo phát là nhìn thấy luôn này, bắt đầu kiểu mốc gì giống các thứ kiểu này. Cọ đi được không? Không, tất nhiên là không cọ được rồi. Làm sao mà cọ được không? Thế thế nên là chiếc cạc này là mình đánh giá rằng là đã bị đào trong một môi trường khá là khắc nghiệt. Rồi, còn chiếc cạc này thì sao? Chiếc cạc này sẽ là theo kiểu phong cách mở kiểu khác. Nó sẽ là có những cái ốc nằm ở bên trên cái tấm khung fan này và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ốc. Lắp mệt đấy. Muốn tháo mấy con cạc ra thì anh em cần phải có một cái kit tua vít nhỏ nhỏ nhá. Mấy kit tua vít kiểu của Xiaomi, Xiaomùng các kiểu, hoặc là anh em có thể mua kit EK mà chúng mình có bán. Mấy kit đấy thì cũng khá là chất lượng, chơi dùng khá là ngon. Rồi. Đây, đã gỡ ra được cho anh em rồi đây. Cái phần mấy cái phần chân ốc này nó chắc quá, nó dính vào, nó cài liền vào trong này luôn, thế nên là nó bị như vậy. Thì theo như mình thấy đây nhá, là cái chiếc cạc này gần như không có cái gì gọi là điểm trừ cả, trừ bụi ra. Có điểm trừ đấy, bụi thôi. Thế anh em nhìn nhá, đây cái tấm này nhìn trông rất sạch này, rất đẹp này. Tấm này thì đã được dọn rồi, nhìn trông cháo gì cả. Đây hai tấm này, mà tấm này là chưa dọn nhá, tấm này là dọn rồi nhá. Đấy, tấm này nhìn trông không có bụi này. Đấy, tiếp theo này. Nhìn ở trong này thì không thấy có kể cả bụi, mấy cái kiểu gọi là mấy cái cục bụi to to ấy thì không có luôn. Quạt thì bụi nhưng mà ở mức chấp nhận được, và anh em có thể gỡ quạt này rất là dễ dàng để anh em có thể gắn vào, để anh em có thể dọn dẹp rửa sạch sẽ. Thế mà cái quan trọng ấy là cái những cái lá nhôm trên này gần như không có một cái lá nhôm nào là bị gì, không lá nhôm nào là có một cái vết nứt vết không, cái chỗ này không phải. Không có một chỗ nào luôn, không có một cái gì nó mang tên gọi là điểm trừ ở đây cả, nằm trên này. Có mỗi điểm trừ duy nhất ấy, đó chính là chiếc cạc này dùng quá lâu rồi. Đấy, ok, thì cái môi trường sử dụng cái này đúng không? Nó rất là tốt, nó rất là tuyệt vời. Tức là cái này sẽ ở trong môi trường khô ráo này, không ẩm ướt này, không ngồi cả một nghìn cạc với nhau này. Đấy, còn con cạc này thì ngồi rất là lâu, rất là la, rất là nhiều thứ, nhiều điều này, khiến cho nó đã bị như này. Đấy, dễ dàng bị dở, bị bẩn như này. Thế mà hai con này thì một con là 2 ống đồng, một con là 3 ống đồng thì chắc chắn là con này sẽ mát hơn rồi. Đấy, 3 ống đồng chạy dọc suốt từ trên xuống dưới này cơ mà, thì nó chắc chắn nó sẽ mát hơn. Điều này sẽ khiến cho chiếc cạc chúng ta, chiếc cạc này sẽ là một chiếc cạc hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn, boost cao hơn, vân vân. Còn chiếc cạc này thì sẽ boost thấp hơn một chút, nóng hơn một chút, quạt to hơn một chút, tùy vào cái mức độ của hai cái quạt này. Thì mình chắc là mình cũng tin vào quạt Evega hơn. Quạt Evega có vẻ to hơn một chút thì và nhiều cánh hơn thì nó sẽ chắc là tâu lần sẽ thấp hơn tí. Đấy. Thì đây là hai chiếc cạc. Cái phải lưu ý là gì? Đầu tiên, thời gian bảo hành đã bao nhiêu lâu rồi, đã bao nhiêu tháng rồi, còn bảo hành không? Càng còn bảo hành càng tốt, mà đặc biệt là những hãng cho phép bảo hành trâu như là Zotac hoặc Evega thì càng tuyệt vời luôn.
Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn vào những cái tem mác xem là nó đã bị xé bỏ chưa. Đấy, những cái tem mác mà bị xé bỏ rồi tức là đã có người đụng vào bên trong của chiếc cạc rồi. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy nghi ngờ hơn này. Có thể họ làm điều tốt đâu, họ vào đấy họ dọn cạc sẽ thêm, họ tra lại keo, họ làm lại tản kiểu. Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp như là người ta sẽ dùng cái đấy để người ta thay quạt, người ta thay người ta thay VRAM, người ta đổi chip, người ta hàn lại hàn đủ kiểu. Mà những cái đấy không phải là do nhà máy nhá, thì nó sẽ nguy hại hơn rất là nhiều so với cả người bình thường. Không phải do nhà máy thì sẽ nguy hại rất là nhiều, đúng không? Nó sẽ tuổi thọ thấp hơn này, cái độ chắc chắn không bằng này, vân vân và vân vân. Và cuối cùng thì đó là nhìn vào những cái điểm trừ như là chẳng hạn như là những cái tấm phe bị xước này, đấy, tức là đã di chuyển không được tốt này, hoặc là những cái quạt này, quạt xem nó có bị kiểu nứt gãy hay gì, hay là những cái đặc biệt nhá là những cái ống đồng và những cái lá nhôm xem là nó có bị gì không này, nó có bị mốc không này, thì có thể biết được rằng là ok cái điều kiện đào của những chiếc cạc này như thế nào. Bản thân mình nhá, mình thấy rằng chiếc cạc Evergrande này là một chiếc cạc đã được bảo quản rất tốt, nhưng mình sẽ lựa chọn chiếc cạc Rotax hơn bởi vì có một thứ nó có mang tên đó chính là BH, đúng không? Bảo hành. Thì cái này sẽ giúp cho anh em sẽ có được một cái trải nghiệm đảm bảo hơn, mà đặc biệt tới bảo hành tới 2025 cơ mà. Thế nên là sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Mặc dù nhá, chiếc cạc này nếu mà mình tiến lên mình cắm test phơ mác nhá, sẽ nóng hơn, chắc chắn hơn rất nhiều so với cả chiếc cạc Evergrande này, và boost thấp hơn, nhưng mà nó vẫn còn bảo hành anh em ạ. Còn nếu anh em muốn liều ấy thì ok chơi chiếc cạc này, tại vì đơn giản nhá, thì chip của nó cũng hoạt động cũng khá là tốt và khả năng cao là khá là mát. Thì sang phần 2 mình sẽ test, đó chính là nếu mà anh em chỉ đây là mua tổng được nhìn thôi nhá, còn nếu mà anh em được cắm vào máy tính thì sẽ test như nào. Rồi, hãy cùng đợi phần 2 nhá. Cảm ơn anh em đã xem cái chương trình này và hẹn gặp anh em tại chương trình tiếp theo nhá.